Xin chào tất cả các bạn, mình là MC Nhật An. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Bản tin thể thao được phát sóng vào 20 giờ các ngày trong tuần trên kênh VTV3. Số này, mình xin được giới thiệu một môn thể thao mạo hiểm và có số lượng không cao, đó chính là đạp xe. Đi xe đạp là một môn thể thao xếp hàng đầu trong danh sách thể thao mạo hiểm nhất thế giới. Nhiều người có thể kết luận rằng chấn thương có thể là do đi xe đạp leo núi mạo hiểm, trong khi trên thực tế, nguyên nhân chính của chấn thương là các phương tiện khác. Ở đây, đường phố có thể là một nơi cực kỳ nguy hiểm đối với xe đạp của bạn và có thể cửa ngõ dẫn vào bệnh viện đấy. Thời hạn chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau.